chào anh em nhé. Mình là Nguyễn Xuân Hiền. Số điện thoại bên mình này 0906231104. Anh em kết bạn Zalo với số là 0902255747 nhá. Anh em nhu cầu kết bạn, anh em nhu cầu mua hàng thì cứ kết bạn mình theo Zalo 717 ấy. Đây. Thì mấy ngày vừa qua thì mình đi du lịch anh em ạ. Mình đi du lịch nhiều chỗ á, mấy nơi liền, nên là hơi bỏ bê công việc tí, anh em thông cảm nhá. Thì cái kiện hàng vừa giờ mình không khui được cho anh em đâu. Cái kiện hàng đấy là nó bị dính những cái gửi xe mà, họ gửi xe mà dính ít gọi là nước muối, nên thành ra là toàn nước hải sản đâm ra nó hơi mùi đấy. Thế là mình phải nhờ người bê hết hàng lên đây đấy. Thì trong cái kiện hàng này nó có những cái gì đấy thì anh em xem qua nhá. Đầu tiên thì nó có những cái bình xịt cay Polit, xịt cay Lato, đấy anh em thích lấy loại nào thì lấy. Cái loại này thì mình cứ bán là 400.000 hai bình anh em nhé, 400.000 hai bình. Mình chỉ bán lẻ một bình nhẹ khi anh em mua kèm với cả các cái mặt hàng ở đây thôi, chứ còn nếu mà anh em mua một bình xịt cay mình sẽ không bán nhá. Tại vì cái cước vận chuyển bên mình ấy, nó rất là cao, nó không phải là 20-30 đâu, nó lên đến cả gần 100.000 một đơn cơ đấy, nên là anh em thông cảm giúp mình. Thì đây là tiếp theo này. Cái gậy ba khúc này, gậy ba khúc này là gậy ba khúc SHI, gậy ba khúc là SHI. Cái loại này là hàng bao test nha anh em nhé, anh em thể đầu gạch được, nhưng mình nói luôn nhé, mình sẽ không bảo hành cho anh em cái loại gậy này. Về gậy là mình không bảo hành đấy. Tại vì sao mình không bảo hành thì có rất nhiều anh em nghe quá nhiều về các cái quảng cáo đập gạch các thứ không cong các kiểu đấy, nào thì đập cột điện không cong, nào thì nếu đập cong một đổi một rồi các thứ. Xin lỗi anh em này, cái gậy bây giờ nó không phải gậy ngày xưa. Ngày xưa đấy, những cái gậy này nó lên đến hơn 1 triệu một cây nha anh em nhé, hơn 1 triệu một cây đấy. Có những cái thời điểm mình mới vào bán ấy, nó là 650.000 một cây, giá rất cao. Cái gậy này ngày giá nó rất cao, nhưng mà anh em phải hiểu này, khi giá trị hàng hóa nó càng giảm xuống, nó càng giảm đi thì cái chất lượng của nó cũng giảm đi nha anh em nhé. Đấy, chứ không có chuyện là hàng hóa nó giảm đi mà chất lượng vẫn nguyên si nhiều ngày xưa đâu, không có đâu anh em ạ, Trung Quốc có như vậy mà. Đấy. Cái gậy này, ở đây mình nói thêm về cái gậy này nhá. Rất nhiều anh em là mua gậy này về mang tính chất là phá gậy nhá. Thế tại sao mình lại bảo là phá gậy? Đấy, là anh em đập cho nó bằng cong đi thì thôi. Đấy, xong bờ anh em lại thật ra lại là do là không, anh em chưa hiểu biết nhiều về những cái hàng này đấy, mà chỉ nghe quảng cáo là chính thôi đấy, nên là cũng không trách anh em được đấy. Nên là anh em cứ yêu cầu mình bảo hành. Mình nói thật anh em là bảo hành cho anh em bán cái gậy này bây giờ trừ cước đi không còn được bao nhiêu nữa, mà bây giờ anh em cứ đập xong bắt đầu anh em cong, bắt đầu anh em lại bảo mình bảo hành, mà không bảo hành cho anh em thì lại không hay đấy, rất là khó cho mình, tại vì mình bị đèn rất nhiều gậy rồi. Gậy này là gậy bao test nha anh em nhá, nhưng anh em đập quá nhiều hoặc là đập quá căng tay thì nó vẫn cứ cong đấy. Đấy là mình quan điểm mình bán hàng là nó rõ ràng với anh em như vậy nhá, không phải là cứ bán được cái đồng tiền nào là ấy đâu, không phải cứ đồng tiền nào mình nhau vào đâu, không có đâu anh em. Mình nói anh em này, cái đoạn yếu nhất của cái cây gậy này là cái đoạn đầu tiên đấy, anh em hạn chế đập ở cái đoạn đầu tiên thôi. Nếu anh em có đập lại, anh em đập đoạn giữa này thì đảm bảo anh em không mờ cong được. Còn anh em đập cái đoạn trên cùng này của nó này đấy, anh em đập quá căng ấy
là nó vẫn cứ cong như bình thường. Đấy, anh em nói thật anh em này, đập vào những viên gạch ấy, gạch lỗ thứ gì anh em đập thoải mái. Bây giờ anh em đập vào quả bê tông mà anh em đập căng á, tôi thật anh em là cong gậy là chuyện bình thường nhá. Đấy. Còn anh em phải hiểu là đến cả cái gậy đấy, đến cả cái gậy trước đây mình bán gậy Talon nhá. Mình đã làm một cái video test cái gậy Talon cho anh em xem rồi. Đấy. Đập căng tay phá đấy, mang tính chất là phá đấy, thì nó vẫn cứ cong mặc dù gậy đấy rất là tốt nha anh em nhá. Đấy. Còn những cái gậy bình dân thế này này, đấy thì anh em mua về đấy. Đấy thì anh em là mang tính chất là để tự vệ thôi, để chơi thôi. Chứ còn anh em cứ mang đi đập gạch làm cái gì. Đấy, cái gậy Talon của mình trước đây mình bán ấy là hơn 800.000, 900.000 một cây. Khi đập quá nhiều thì là nó vẫn cong. Đấy, mình nói rõ ràng anh em như vậy nhá. Đấy, còn cái gậy SHI này bên mình đang bán với giá là 450.000 bao ship. Đấy. Có những nơi người ta bán 400.000 thôi. Đấy, nhưng mà người ta tính anh em là 30 tiền ship chẳng hạn. Đấy thì thôi, bên mình gửi cước cao, mình tính là 450 bao ship. Đấy. Tiếp theo là cái gì bây giờ nhỉ? Cái du kinh đi. Đây, cái du kinh. Đây là cái con dao du kinh. Con này là dao phượt nha anh em nhé. Này, trong nhà tối quá anh em ạ. Nói thật anh em, trong nhà tối quá, nhiều khi hàng hóa thì nó đẹp đấy, nhưng mà để trong nhà tối hôm là sống mù. Đấy, anh em thấy không? Đấy, cho ra ánh sáng ngái đủ điều kiện ánh sáng ngái đẹp long lanh luôn. Cái cây này là 35cm anh em nhé. Ở cái đuôi này của nó này, cho anh em xem. La bàn nha anh em nhé, có la bàn. Bên trong là có một cái, bên trong này có một cái hộp bông băng nhá. Bên trong này có một cái hộp là băng gâu, một cái hộp băng gâu này, diêm này và móc câu. Mình nói thêm cái là cái con đây, con này mình có thêm một cái dao nhọn nữa. Đấy, quá nhỉ. Anh em đợi xíu nhá. Lấy cái cây ra. Đợi mình xíu. Đây vào đây. Đợi tí nhá. Đây vào đây. Có một con dao nhỏ nữa. Con này bén lắm nha anh em nhá. Vừa bén vừa nhỏ. Thì cái cây du kinh này. Cây du kinh này hiện nay mình đang bán với giá là 1 triệu. 1 triệu một cây. Đấy. Mình đang bán với giá là 1 triệu một cây. Bên trong này còn nhiều đồ lắm. Đấy, chẳng qua mình không lôi hết ra thôi. Tại vì mình đang quay một tay nên là anh em thông cảm. Đây, tiếp theo là cái cây kiếm ống BMF 4 khúc. Đây, cây kiếm ống BMF 4 khúc nha. Anh em có thể đút cái mũi này vào đây nhá. Đấy, ngụy trang được thoải mái. Đây, cái BMF 4 khúc màu vàng. Cây này là đã mài lưỡi rồi. Đấy, và mũi là nhọn nha anh em nhá. Mũi rất là nhọn. Đấy. Trên lưỡi là có răng cưa này. Đấy, trên lưỡi có răng cưa. Cây này anh em nối hết vào đấy. Đấy là nó được 120cm. Đấy, chiều dài nó 120cm. Tiếp theo là cái cây quan công đi. Đây là cái cây quan công 3 khúc nha anh em nhá. Cây quan công 3 khúc. Cho anh em nhìn đấy, anh em thấy chưa? Cái loại soi gương được nhá. Đây mình đang để trong nhà thôi, nó xấu lắm. Đây, cho ra ngoài sáng cho anh em xem. Đóng cho anh em xem. Đấy, anh em thấy độ đẹp chưa? Đấy. Hàng cũng phải hàng xấu nhá, hàng là hàng đẹp ấy. Hàng chẳng qua là ấy thôi, chẳng qua là mình để trong nhà thôi. Đấy. Cái cây này mình nói luôn anh em mày, lưỡi là đã mài sắc rồi chứ không phải là hàng như bày đâu. Đấy. Lưỡi là mài sắc rồi, không phải hàng trưng bày đâu anh em nhé. Nó có 3 khúc, khi anh em lối vào ấy, là chiều dài của nó là được 155cm nhá.
chiều dài 155 cm. Đấy. Giá của cái cây quan công ba khúc này bên mình hiện nay đang bán với giá là 1,5 triệu. 1,5 triệu. Đấy. Tiếp theo là cái cây 928. Đây là dùi cui điện 928 nha anh em nhé. Đây là cái loại tốt nhất mình đang bán bây giờ. Đấy. Nó là đầu hoa sen. Đây nó là đầu hoa sen. Đấy. Anh em nghe tiếng này. Đấy, anh em thấy không? Tiếng của nó rất là mạnh. Cái cây 928 này bên mình đang bán với giá là 550.000. Đấy. Nó có thêm một cái bao đeo nữa, nó có thêm một bao đeo nữa. Còn mình nói luôn nhé, tất cả những anh em nào mà làm bảo vệ các thứ mà mua hàng bên mình thì anh em chỉ cần chụp cho mình cái ảnh, dụ có ảnh bảo vệ của anh em được, hoặc là cho mình xem anh em mặc đồng phục thôi. Đấy là mình sẽ tặng thêm cho anh em một bình xịt cay. Đấy. Đây, cái 928 này cực kỳ hợp với cả anh em nào làm bảo vệ. Tiếp theo nó là gì đây? Tiếp theo là cây Leaka đi. Đây, đây là cái cây Leaka 60 cm anh em ạ. 60 cm. Anh em đợi mình tí nhá. Này quay một tay đâm ra là khó quá. Đây cây Leaka này. Nó là thép liền nguyên khối nhá, thép liền nguyên khối. Đấy, thép liền này, đấy. Leaka 47. AK47 CCCP. Đấy, có rãnh. Thép dày đâu cỡ khoảng 3 ly gì đấy. Cây này cầm cực kỳ chắc chắn luôn anh em ạ. Đây. Đấy, đấy. Mình nói anh em này, mình đang quay trong nhà nên là màu nó không được đẹp. Đấy, chứ còn ngoài bên ngoài đấy thì màu những cái này rất là sáng, rất là đẹp. Anh em nhá. Để quay trong nhà tối om. Thì cái cây Leaka này là bên mình đang bán với giá là 650.000. Đấy, 650.000. Tiếp theo là cái cây cá sấu đen đi. Cây cá sấu đen. Anh em nhá, cây cá sấu đen này thì đây, cây cá sấu đen này có chiều dài là 65 cm. Cái loại cá sấu đen cái bản dài nhá anh em nhá. Cá sấu đen bản dài 65 cm. Đấy, hàng là bén nè. Hàng là sắc bén luôn đấy, chứ không phải là hàng trưng bày đâu. Đấy. Hòa anh em xem. Đấy. Hàng nó là hàng hàng sắc bén nha anh em nhá, không phải hàng trưng bày đâu. Cá sấu đen giá 650.000. À, mình nói luôn này, khi anh em mua hai cây đao bên mình đấy thì mình sẽ để cho anh em giá nó tốt thôi. Đấy, giá nó mình sẽ bớt cho anh em nhá, mình sẽ tặng anh em một cái bình xịt cay. Đấy, nếu anh em mà không lấy xịt cay ở đấy thì mình bớt cho anh em là 150.000. Đấy, nói rõ anh em như vậy. Tiếp theo cái gì nữa nhỉ? Đây, giọt lệ đi. Tiếp theo là cái giọt lệ đi. Quay này chắc là anh em mà ngồi sau màn hình chắc là chóng mặt luôn ấy. Mình nghĩ rằng là khả năng là anh em xem xong quả này là nhờ anh em phải đi luôn. À, anh em thông cảm nhá. Hôm nay mình lại quay tay thôi. Quay tay thôi anh em ạ, chứ không quay kệ lắm. Một lần thì hay có cái kệ. Rồi. Giọt lệ. Giọt lệ trắng nhá, thép liền nguyên khối. Giọt lệ này mình đang có 4 mẫu giọt lệ. Nếu mà anh em mà thích cái loại chắc chắn hơn thì anh em có thể lấy cái giọt lệ cao su. Đấy, nó dày hơn. Nó dày hơn khoảng gần gấp đôi so với cái giọt lệ thường này. Và cái tay cầm bằng cao su. Màu đen có mà màu trắng cũng có. Đây. 50 cm, giá là 650.000. X8 đi. Này, X8 này. Dùng điện này giờ đang hot lắm này. X8 này. Đây, nó hơi bẩn tí nhá. Anh em thông cảm. À, không sao đâu, nó chỉ bị cái bề ngoài thôi. Này, đèn pin này, 3 chế độ này. Này, chích điện này, anh em nghe tiếng điện này. Đây là một trong những loại đèn pin mạnh nhất bên mình đang bán. Này anh em nhá. Đèn pin X8. Nó dùng pin rời anh em ạ. Nó dùng pin rời.
Cái X8 này thì đợt này có một số cây là nó hơi bẩn một tí. Anh em thoải mái đi. Hơi bẩn tí lau đi tí ngay hết. Không ảnh hưởng đến chất lượng cả. Đây, súng điện. Súng điện thì đợt này nó lại là có cái hộp nhựa. À, hộp giấy chứ không phải hộp nhựa nhiều trước đây. À, không phải hộp vải nhiều trước đây. Thì thật ra lại là mình đang dư ra ba. Mình đang dư ra ba cái hộp vải. Đấy, anh em yên tâm đi. Hàng về anh em sẽ nhận được hộp vải. Đâu để Nguyên mình xem ạ. Mình nhập đúng ba cây ấy thôi. Ba cây súng điện thôi. Đây, anh em yên tâm. Hàng về nó sẽ là cái hộp này. Nha anh em nhé. Hàng về nó sẽ là hộp này. Đấy, có vẻ rõ ràng nha một tí. Đợt này là nghe chủ người ta báo là súng điện này bây giờ chỉ có loại thôi, loại hộp giấy thế này thôi. Đấy. Mình nhập về đúng ba cây thôi, tại vì mình dư ra ba cái hộp này. Đấy. Đấy, anh em thấy không? Đấy, trò đây là ngon ngay, có gì đâu mà. À, đây là đầu đạn của súng điện nha anh em nhé. Khi nào anh em cần anh em lắp vào anh em bắn. À, đây là súng điện này, đây là súng điện nha, cho anh em xem súng điện này. Súng điện này. Đèn pin nha. À, khi anh em soi laser ra. Đấy, laser này, đấy, ngắm bắn. Bắt đầu. Sao lần nào mà cũng động vào cái súng điện này là cũng hết pin vậy. Chưa giới thiệu xong mà đã hết pin rồi. Thường thì những cái đồ điện này hay thế anh em ạ. Thường những cái đồ điện này hay thế. Mình nói này, khi anh em cần nhá, nếu mà anh em cần dùng đến bắn ấy, đấy. Thì đây. Anh em gài cái đầu vào như này. Anh em bắn được 5 mét đây anh em ạ. Đây. Anh em gài cái đầu này vào như này. Đấy, là anh em chỉ việc soi thôi. Anh em soi. Đấy, anh em bấm cái nút trên nút tròn này. Đấy, anh em bấm nút tròn này là cái đầu đạn này sẽ bắn ra hai cái đầu kim nha anh em nhá, để cắm vào người đối phương. Đấy, cực kỳ nguy hiểm luôn. Anh em sử dụng cái loại này anh em phải cẩn thận. Không là đối phương là dở luôn đấy. Ở đây có mấy cái cây kiếm. Ở đây có mấy cây kiếm lá tre. Lá tre đen thì mình không tiện mình lôi ra. Đây cái loại lá tre đen 52cm mình đang bán với giá 750.000 nghe anh em nhá. Đấy. Tổng thể qua thì nghe có vẻ là mình giới thiệu được một loạt rồi đấy. Chỉ còn có mỗi một cái cây này mình chưa giới thiệu thôi. Đây. Thì đó là anh em nhé. Đây là cái dòng kiếm nhật cao cấp bên mình. Cao cấp nhất bên mình. Đấy. Đấy. Cái da là da báo nha anh em. Da là nó in hình các cái con báo, đầu con báo rất là đẹp. Đấy. Để mà nói ấy, đây là một trong những cái cây mà có vỏ đẹp nhất. Nhất bên mình. Đây, mình sẽ giới thiệu mang ra ngoài sáng cho anh em xem về cái cây này. Cái cây này là kiếm nhật T10 nghe anh em nhá. Cho anh em xem cái vân. Có gì quá nhỉ. Cái dòng này là không có rãnh nha cho máu. Thật sự anh em mình quay ở cái điện thoại này nó tệ quá anh em ạ. Quay con 8 này nó tệ quá. Con 8 vào lúc này quay chả rõ gì cả. Là nó có các cái vân. Ôi, không lấy được led nữa khổ. Nó có các cái vân chìm. Thật sự anh em mà có các cái vân chìm. Khó nhìn quá anh em ạ. Nhìn yêu chán. Này. Đây. Đây hàng chút tre nha anh em nhé. Đây hàng chút tre. Đấy. Hàng này hàng cao cấp nhá, bên mình đang bán với giá, bên mình đang bán cái cây này với giá 4,5 triệu. Đây, ngoài này anh em có thể nhìn thấy cái vân ở giữa không ạ? Đây là vân Harmon đất lung. Nhưng mà khi người ta rèn kiếm thì người ta bù đất sét vào.
sự anh em nào không làm nào đấy. À đều đều đây đây đây, anh em thấy cái đường vân khói của nó chưa? Đấy, cái cây giá trị nhất ở cái đường vân này đấy. Này rất là đẹp nha anh em nhá. Cái cây này mình khá là ưng, tại vì nó là hàng không có rãnh thoát máu. Cái hàng này hàng không có rãnh thoát máu nha anh em nhá. Đẹp lắm anh em ạ, cái vỏ này của nó. Cái máy này bắt led chán quá. Thật sự anh em, cái máy này nó bắt led chán thật. Đây nó cũng chỉ đây là mình quay trên con 8 Plus nha. Bắt led chán quá đi mất rồi. Ờ thì anh em mua hàng nhá thì liên hệ cả số điện thoại 0906231104 giúp mình. Đấy, Zalo là 0902255717. Đấy, anh em cần thì anh em cứ liên hệ với cả mình. Đấy, còn cái cách giao dịch này thì mình lại tiếp tục nói về cách giao dịch này, là 90% đơn hàng ở khu vực miền Bắc là anh em nhận hàng thanh toán. Đấy, nếu mà anh em nào chưa tin tưởng ấy, anh em có thể kiểm tra hàng, mình cho anh em kiểm tra hàng được. Đấy là đối với 90% khu vực ở miền Bắc thôi nhá. Đấy, là mình làm được cái điều đấy. Đấy, còn 10% khu vực miền Bắc và từ miền Trung trở vào miền Nam, đấy là anh em vui lòng cọc giúp mình 50.000, từ 50.000 trở lên. Đấy, thẻ Viettel. Đấy, hoặc anh em chuyển khoản tiền cọc giúp mình. Đấy thì mình sẽ gửi hàng đi cho anh em. Đấy, để thực ra cọc ấy là để anh em có trách nhiệm. Anh em đặt hàng là đặt hàng có trách nhiệm thôi. Đấy, chứ anh em không đặt hàng bừa. Đấy, để loại bỏ những cái người mà người ta không có nhu cầu, người ta mua hàng ấy xong bắt đầu người ta đặt hàng lung tung ấy. Hàng này bọn mình gửi đấy, nó không đơn giản đâu anh em ạ. Hàng vào tới tay anh em cực kỳ khó khăn và tốn kém nha anh em nhá. Đấy, thậm chí là mất hàng các thứ rất là nhiều. Đấy, nên là không thể nhận hàng bừa bãi được. Đấy, mình nói luôn anh em như vậy. Đấy, anh em nào thiện chí ấy, đấy thì anh em lấy thôi. Đấy, còn hàng hóa là giá cả các thứ là mình đã báo giá cho anh em đầy đủ rồi. Đấy, còn mình nói luôn này, cái phí ship ấy, đấy thì nó từ 30.000 gì đấy thôi. Nó khoảng 30.000 thôi anh em ạ. Còn bên mình gửi ấy, thì nó lên đến khoảng vài trăm nghìn thậm chí nhé. Vài, nghĩa là đơn nào gửi dai rẻ đấy, đấy thì nếu mà không thu hộ ấy, đấy thì vào Nam thì khoảng 70 đến 100, 120 gì đấy. Còn nếu mà đơn làm mà thu tiền nữa thôi toàn trên 100.000 một đơn thôi, tại vì mình phải chia cho chuyển phát ấy 10% thì người ta mới nhận hàng của mình cơ. Đấy, quên có một cái súng điện này này mình chưa báo giá này. Cái súng điện này bên mình hiện tại bây giờ đang bán với giá là 1.200.000 anh em nhé. Hiện tại súng điện mình đang bán với giá 1.200.000. Mình nói thêm cái nữa nhé, là hàng vào Nam, từ miền Trung trở vào Nam ấy, là mình sẽ không cho anh em kiểm hàng đâu. Tại vì kiểm hàng ấy là sẽ ảnh hưởng đến cái đầu gửi của mình. Đấy, anh em kiểm hàng là coi như là mình mất cái đầu gửi luôn. Nên là mình sẽ không cho anh em kiểm. Đấy, nếu mà anh em không tin tưởng ấy, đấy thì mình có thể quay video cho anh em xem. Đấy, thích thì anh em gọi video cho mình trên Facebook, Zalo, đấy là tùy anh em. Đấy là tùy anh em nhá, anh em thích gọi kiểu gì cũng được. Thì anh em phải hiểu như này này, nếu mà người ta không có hàng ấy, nếu mà người ta không có hàng người ta bán ấy, thì không bao giờ người ta có hàng để gọi video cho anh em xem được. Đấy, nói rõ ràng luôn, còn không ai nhập bằng ngày hàng về để nguyên lừa anh em đâu. Hàng hóa mình nói này, mình không chỉ có một vài món hàng đây nhá, mình có rất rất nhiều hàng hóa anh em nhé, rất nhiều mẫu mã, nó lên đến gần 100 mẫu cơ. Đấy, nói rõ là anh em như vậy. Đấy, còn anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại là 0906231104, Zalo là 0902255717. Đấy, đây hàng hóa này. Đấy, anh em thấy chưa, những cái hộp này là từ 2 triệu đổ lên đấy, 2 triệu đổ lên một hộp, 2 triệu đến hơn 4 triệu nha anh em nhé, rất là nhiều. Anh em không phải lo lừa đảo hay là
gì đâu. Đấy. Anh em mua bán tìm hiểu tí ai biết ngay mà. Mấy cái thằng không có hàng thì mấy cái thằng lừa đảo làm gì có hàng như này đâu. Mấy bọn đấy nói chuyện làm gì nó đau đầu quá. Đúng không anh em? Anh em nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em.